Này, hành hạ hay là đang yêu thương này không biết nữa. Được xài cùi chỏ nhưng mà không phải dứt cùi chỏ. Cái này có xài cùi chỏ nhưng mà không có phải là dứt cùi chỏ. Dứt cùi chỏ là đau lắm á. Cái này là tê. Đang dùng cùi chỏ để ấn vô huyệt tê. Không phải yêu. Đang dùng cùi chỏ để ấn vô cái huyệt nó đang đau đớn đây. Cho nó giảm cái nhức nhối của xương cốt đây. Hôm nãy mẹ rên cái Bella nói không được rên phải không Bella, Sướng mà không được sướng mà rên, không được rên mẹ đừng rồi có bàn đừng sang có sát rên hả mẹ sướng không được rên, đừng có bàn sát sexual, đừng có rên sex hả, cái này là mà xá mà đâu gì sex đâu no sexual, hả sexual sex gì like sexual 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 Bella nói like đừng a or m ao hay em hả, ao hay em hả, không được nói em hả.